Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ngũ giác đài chi 7,8 tỷ Mỹ Kim mua thêm tiêm kích F-35. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đã chi 7,8 tỷ Mỹ Kim để mua thêm 81 tiêm kích F-35A cho lực lượng không quân. Điều khoản này là một phần trong hợp đồng mua 126 máy bay F-35 mà Mỹ đã ký với nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin. Hợp đồng này dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm 2026, trong đó bao gồm cả 15 tiêm kích F-35B cho lực lượng thủy quân lục chiến, cùng 13 tiêm kích F-35C cho Hải quân Mỹ. Chiếc F-35 đầu tiên được chế tạo vào năm 2007 với giá 221 triệu Mỹ Kim. Kể từ đó, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin bắt đầu tăng số lượng và cải tiến sản xuất, qua đó giảm giá thành của loại tiêm kích này xuống 79 triệu Mỹ Kim. Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 có 3 phiên bản, gồm F-35A cho không quân, F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, và F-35C chuyên hoạt động trên tàu sân bay. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang trở nên ngày một căng thẳng sau cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây như Thụy Sĩ và Phần Lan đã tăng cường mua sắm tiêm kích F-35 của Mỹ như một giải pháp tự vệ hiệu quả. Tiếp theo là bản tin liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng ông bị đối xử tệ hơn Abraham Lincoln. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Mark Levin của Fox News, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng ông bị đối xử tệ hơn Abraham Lincoln, cố Tổng thống Hoa Kỳ thời nội chiến bị ám sát vào năm 1865. Abraham Lincoln, họ nói, Abraham Lincoln chỉ bị biến thành kẻ xấu thôi, nhưng bây giờ họ nói Trump bị đối xử tệ nhất. Ông Trump không giải thích họ ở đây là ai. Ông nói tiếp, điều mà họ làm ra là tìm ra những chuyện vô căn cứ. Nga, tất cả là xạo hết. Cuộc săn phù thủy của Mueller kết luận là không có thông đồng. Và họ có cái laptop, họ đã có thể truy ra chuyện đó, vì trên cái laptop đó nếu anh nhìn thì anh cũng sẽ dễ dàng truy ra được. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller không bao giờ điều tra về việc ông Trump có thông đồng với Nga hay không, nhưng ông Mueller có gợi ý rằng là Nga có hoạt động can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump so sánh mình với Abraham Lincoln. Vào tháng 5 của năm 2020, khi cựu Tổng thống Trump nhận nhiều chỉ trích vì cách ứng phó với đại dịch Covid-19, ông nói với Fox News rằng mình bị đối xử còn tệ hơn cách mà Lincoln bị nước Mỹ đối xử bất công. Cánh báo chí liên tục đã tấn công tôi một cách vô ơn, ông Trump đã nói. Fed có thể tăng lãi suất. Theo The Wall Street Journal, một vị lãnh đạo của cơ quan lưu trữ liên bang Fed cho biết có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới nhằm kiềm chế lạm phát. Lạm phát vẫn còn quá cao, chúng tôi sẽ phải sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ để khôi phục sự ổn định về mặt giá cả. Ông John Williams, chủ tịch Fed tại New York cho biết, theo CME Group, các nhà đầu tư đều nhận định rằng trường hợp Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản có tỷ lệ thành hiện thực lên đến 80%. Hiện các quan chức của Fed vẫn giữ hành động im lặng trước cuộc họp sắp tới. Trước đó, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25% điểm vào ngày 22 tháng 3. Quyết định này khiến mức lãi suất tăng từ 4,75% lên 5%. Cơ quan này đã cố gắng để làm chậm các hoạt động đầu tư, chi tiêu và tuyển dụng để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, các quan chức của Fed đang tỏ ra không chắc chắn về triển vọng lãi suất trong bối cảnh hệ thống ngân hàng tại Mỹ đối mặt với nhiều biến động. Hiện Mỹ đã chứng kiến sự phá sản của 3 ngân hàng do người gửi đồng loạt rút tiền. Ông Williams cho biết những căng thẳng trong hệ thống nhà băng đã lắng xuống. Dẫu vậy, vị này dự đoán các tiêu chuẩn cho vay đối với những hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn. Điều đó gián tiếp làm người dân Mỹ phải cắt giảm hoạt động chi tiêu. Ông này còn khẳng định thị trường lao động và tình hình lạm phát đều đang có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức 3,5% trong năm nay. Quay sang bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay trò chơi trực tuyến và nguy cơ rò rỉ tình báo trong quân đội Hoa Kỳ. Theo AP, sự đam mê của binh sĩ trẻ với các trò chơi trực tuyến và những nguy cơ từ vấn đề này đã được chú ý trở lại sau vụ rò rỉ tài liệu mật gây chấn động ngũ giác đài. Người tiết lộ các tài liệu này là Jack Teixeira, 21 tuổi, thành viên lực lượng vệ binh không quân tiểu bang Massachusetts. Anh này bị buộc tội đăng tải trái phép tài liệu mật lên mạng xã hội Discord. Trên thực tế, tình báo và bí mật quân sự có thể bị rò rỉ thông qua nhiều phương thức, từ truyền miệng tới chia sẻ trên các nền tảng xã hội. Tuy vậy thì các diễn đàn trò chơi trực tuyến đang trở thành mối lo ngại đặc biệt với quân đội của Hoa Kỳ bởi sức hút quá lớn của các trò chơi này. mạng xã hội và trò chơi trực tuyến đã trở thành phương thức gián điệp được chú ý trong vòng 10 năm trở lại đây. Các điệp viên nước ngoài đã rất dễ kết nối với các binh sĩ từ 18 cho đến 23 tuổi ở bất kỳ căn cứ nào. Sau khi chiếm được lòng tin của các quân nhân trẻ, họ đã bắt đầu kết nối sâu hơn thông qua các mạng xã hội cá nhân. Ông Dan Meyer, chuyên gia của hãng luật Tully Rigley Key đã cho biết, với những hạn chế về quyền hạn giám sát công dân trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, ngay cả với các thành viên thuộc lực lượng vũ trang, ngũ giác đài đang gặp nhiều khó khăn để ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin thông qua các trò chơi trực tuyến. Do không có biện pháp thiết thực để kiểm soát mạng thông tin này, nên quân đội của Hoa Kỳ đã tập trung vào việc huấn luyện các binh sĩ không tiết lộ thông tin mật. Sau vụ việc của Jack thì ngũ giác đài đang xem xét cắt giảm quyền hạn tiếp cận thông tin ở một số mức độ. Đồng thời thì yêu cầu các chỉ huy thường xuyên nhắc nhở cấp dưới rằng nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật là trách nhiệm trọn đời với một quân nhân. Nữ y tá ăn cắp tiền của bệnh nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tiffany Akuna, nữ y tá làm việc tại American In Home Care ở tiểu bang Florida, đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp và sử dụng ID trái phép, theo văn phòng cảnh sát trưởng Volusia cho biết. Theo Insider, Akuna đã mở thẻ tín dụng dưới tên của bệnh nhân nữ Alzheimer 88 tuổi, lấy tiền của bà này để chi cho phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tháng 4, nạn nhân và chồng của bà bất ngờ nhận được hóa đơn thẻ tín dụng trị giá 7.160 Mỹ Kim qua đường bưu điện tại nhà của họ ở Deltona, Florida. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, cuộc điều tra cho thấy Akuna đã sử dụng thẻ để chi cho một giao dịch vào tháng 11 năm ngoái tại trung tâm thẩm mỹ Moon Plastic Surgery ở Miami. Tuy nhiên, cô này đã phủ nhận các cáo buộc. Akuna sau đó đã liên lạc với chồng của nạn nhân, yêu cầu một cuộc gặp để nói về kế hoạch trả nợ. Cô này bị chính quyền bắt giữ khi cô đến nhà bệnh nhân với 1.500 Mỹ Kim tiền mặt vào hôm 29 tháng 4. Cô cũng sở hữu một hợp đồng cho vay nhưng lại tuyên bố bệnh nhân đã bật đèn xanh cho cô mở tài khoản. Theo văn phòng cảnh sát trưởng Volusia, Akuna bị bắt giam và được tại ngoại sau khi trả 10.000 Mỹ Kim tiền bảo lãnh. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin đến từ Georgia. Lừa đảo gần 10 triệu Mỹ Kim đã lãnh án tù 25 năm. Bị cáo người Nigeria Elvis Ekosa Oleg Polar, 46 tuổi, đã bị tòa án của Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền vào cuối tháng 5 của năm ngoái. Hình phạt của người này phải nhận là 25 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi ra tù. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái, Oleg Polar đã mở và hướng dẫn những người khác mở ít nhất là 50 tài khoản ngân hàng để nhận số tiền hơn 9.5 triệu Mỹ Kim từ nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau như là lừa tình và lừa đảo email doanh nghiệp. Sau đó thì nghi phạm đã rửa số tiền lừa đảo bằng các tài khoản khác, bao gồm có hàng chục tài khoản ở nước ngoài. Công tố viên Ryan K Buchanan đã cho biết là Oleg Polar và các đồng phạm là một phần của mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trực tuyến quốc tế, những người đã tàn phá các cá nhân và doanh nghiệp cả tin. Lừa đảo tình cảm trực tuyến là một trong những chiêu thức được Oleg Polar và các đồng phạm sử dụng. Cụ thể thì những nghi phạm lừa đảo tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến giả mạo và thường đăng hình ảnh của những người đàn ông hoặc là phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn, những nhân vật không có thật để dần chiếm lấy cảm tình của nạn nhân và sau đó dẫn dụ gửi tiền. Con mồi chủ yếu của Oleg Polar là những cá nhân nhẹ dạ cả tin, người sở hữu tài sản lớn như quá phụ hoặc là người đã nghỉ hưu. Các nạn nhân của Oleg Polar thường chuyển tiền trực tiếp vào một trong những tài khoản lừa đảo của nghi phạm hoặc là gửi check hoặc là tiền mặt qua thư cho các đồng phạm của Oleg Polar ở tiểu bang Georgia. Sau khi số tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản, Oleg Polar đã bắt đầu thực hiện rửa tiền như là chuyển hàng trăm ngàn Mỹ Kim vào các tài khoản ở nước ngoài và rút một lượt tiền mặt và check. Áp lực đại dịch Covid khiến 1/3 y tá muốn bỏ nghề. Theo một cuộc khảo sát cho thấy gần 1/3 số y tá Mỹ tính đến việc bỏ nghề sau khi đại dịch Covid bùng nổ, khiến họ phải làm việc quá sức và mệt mỏi. Cuộc khảo sát trên 18.000 y tá do hãng AMN Healthcare Services Incorporated, chuyên cung cấp lực lượng y tá cho hệ thống y tế Mỹ, thực hiện từ hồi tháng Giêng, cho thấy 30% số người được hỏi đều đang muốn bỏ nghề nghiệp. Kết quả trên do AMN đưa ra hôm thứ Hai 1 tháng 5 bộc lộ số y tá muốn bỏ nghề trong năm 2023 tăng 7% so với năm 2021 vào thời điểm đại dịch bùng phát khiến nhiều người về hưu sớm. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có 36% y tá vẫn giữ kế hoạch tiếp tục hành nghề nhưng muốn thay đổi nơi làm việc. Cuộc khảo sát này còn cho thấy cần có nhiều thay đổi trong ngành vì có tới 69% y tá muốn được tăng lương và 63% đang tìm kiếm một môi trường làm việc an toàn hơn nhằm giảm bớt căng thẳng vì áp lực công việc. Tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện vốn là một vấn đề trong nhiều năm trước, nhưng càng lúc càng trở nên một hiện tượng phổ biến trên toàn cầu vào cuối năm 2021 và đạt đỉnh điểm vào đầu năm ngoái sau khi một số lượng lớn y tá từ chức vì kiệt sức. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.